Hôm qua, đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có một ngày thi đấu thành công ở nội dung bắn pháo đối hải AK-176 của môn thi cúp biển trong khuôn khổ Army Games 2021. Kíp pháo AK-176 trên tàu đã bắn trúng mục tiêu và tàu về đích trong thời gian sớm theo đúng mục tiêu đề ra. Biên đội tàu của chúng ta đã chính thức bước vào những ngày thi đấu đầu tiên của môn thi cúp biển với hai nội dung bắn maquette bình trôi và bắn pháo. Hiện tại, vùng biển của nước Nga có rất nhiều sóng lừng, hy vọng rằng những cơn sóng lừng thế này sẽ không làm khó được các xạ thủ của chúng ta. Ở phần thi bắn này, mục tiêu là bia thả trôi trên biển, cách tàu khoảng 9,6 km đến 8 km. Bia có kích thước là 19 x 5 m nên bị xoay liên tục. Có thời điểm hướng mặt bia ngang với tàu nên tiết diện bắn bị hạn chế. Trong điều kiện trời mù, có thời điểm pháo thủ không quan sát được mục tiêu bằng các phương tiện quang học. Bên cạnh đó, sóng cấp 5, cấp 6 và vận tốc gió đến 15 m trên giây cũng làm ảnh hưởng đến vận tốc của tàu và sự ổn định của đường đạn. Tuy nhiên, với việc chuẩn bị kỹ càng từ trước đó và bình tĩnh, tự tin xử lý tình huống, nên đội tuyển cúp biển đã thực hiện tốt bài thi ở nội dung này, đạt được mục tiêu đề ra. Về cái kết quả bắn ngày hôm nay thì kíp bắn đã thực hiện tương đối tốt và đã phát huy được những lần bắn tại trong nước. Và đến thời điểm hiện tại thì mọi nỗ lực cố gắng của toàn thể các đồng chí trong kíp đã được đền đáp xứng đáng bằng kết quả bắn ngày hôm nay. Trước đó ở nội dung bắn maquette mìn trôi súng 14,5 ly, đội tuyển cúp biển của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã thi đấu khá tốt. Kết quả xếp thứ hai sau đội tuyển nước chủ nhà Liên bang Nga và xếp trên đội tuyển của Hải quân Trung Quốc. Hai ngày thi đầu tiên thì chúng ta có kết quả bắn là rất tốt, đặc biệt là nội dung bắn pháo AK-176. Đây là một nội dung khó và thời tiết hôm nay không được tốt, nhưng mà các xạ thủ, các kíp đã hiệp đồng với nhau đã thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao. Đây cũng là tiền đề để cho chúng ta tiếp tục thi đấu 3 môn còn lại là môn kỹ năng hàng hải, môn đấu tranh bảo vệ chúng tàu và môn cứu hộ cứu nạn. Chúng ta sẽ quyết tâm để giành thành tích cao trong cái đợt thi lần này. Đội tuyển của Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào nội dung thi thứ 3 trong cuộc thi cúp biển. Đó là phần thi kỹ năng hàng hải.